sung sướng vô cùng. Đang mỏi mệt, căng thẳng, sức kém của công việc, mọi thứ trong cuộc đời mà nghe một câu ngọt liệm như thế đó, lòng cảm thấy giống như là đang sống trong hạnh phúc của Niết Bàn vậy. Mà chúng ta lại rất là dở trong việc thể hiện sự bình tâm tương tự đối với cha mẹ của mình. Có người thì tiếc lời, có người thì không biết cách, có người nghĩ rằng là việc làm như thế là không cần thiết, vì tấm lòng hiếu thảo của tôi dành cho cha mẹ bao nhiêu năm nay ông bà đã biết hết rồi, cần gì phải nói nữa. Trong cái đó, tình yêu giữa mình với người tình và người bạn đời đó hầu như là hàng ngày, hoặc tối thiểu đến những ngày sinh nhật, tới những kỷ niệm hạnh phúc đó, mỗi một cái sự truyền thông được tái lập lại với nội dung bản sao của những gì đã diễn ra trong quá khứ đó, làm chúng ta cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc lắm. Rất nhiều ông chồng mơ tưởng dáng mà vợ của tôi có thể nói được những câu ngọt ngào như thuở ban đầu vui nướng ấy, mà mỗi cái phát ngôn nghìn năm hồ dễ mấy ơi quên, thì có lẽ là tôi trở thành là vua, là tổng thống, là ông hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng rất tiếc khi trở về lập dâu ở trong gia đình tôi đó, thì vợ tôi là không còn sử dụng được những kỹ năng truyền thông đó nữa. Nhiều bà vợ cũng thèm thuồng đến tới chảy nước miếng khi thấy rằng là cái ga lăng, cái bao bọc và chăm sóc ngày xưa khi còn là bạn bây giờ biến đâu mất hết tiêu. Thế mà đó là những sự phủ phu cộc cằn vô lỗ, và người vợ phải ngậm đắng nuốt cay vì biết rằng là sự dinh dưỡng sẽ làm cho hạnh phúc gia đình được có mặt. Hầu như ai cũng thèm khát những lời lẽ truyền thông ngọt ngào dễ thương. Cha mẹ già thường có cảm giác cô đơn, nghĩ rằng là con của mình không còn nhớ tưởng đến mình nữa, và do vậy nhu cầu làm hạnh phúc thông qua lỗ tai rất cần thiết. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm vốn là thân tướng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thể hiện năm nhi. Nhưng khi truyền sang Trung Quốc ấy, do nền văn hóa mẫu hệ mà ngài được tạc bằng hình ảnh của người mẹ rất là khả kính, để chúng ta dễ dàng quy ngưỡng hướng về chất liệu tình thương của ngài. Và phương pháp tu tập của ngài là chuyển hóa lỗ tai, tức là thanh lọc tất cả các nội dung truyền thông do người khác mang đến. Và thường trong truyền thông đó, lời lẽ mang lại hạnh phúc thì rất ít, những lời lẽ gợi lên nỗi đau, nỗi buồn, nỗi sầu hận, bi não gần như là giấy đàn. Và do đó nếu không biết xử lý lỗ tai đó, thì mỗi lời nói không hài lòng sẽ làm chúng ta khổ đau rất lâu, rất dài. Và do vậy phương pháp thực tập nhĩ căn diên thông là để xử lý những cái tình huống mà hầu như là lời nói của người khác đó không làm cho chúng ta có một cái cảm giác như sự mong đợi. Và nếu ta nhìn từ cái góc độ của một người đang quán chiếu về Bồ Tát Quan Thế Âm, thì ta cũng nên lựa lời mà nói trong truyền thông, nhất là đối với mẹ cha, để mỗi một cái nội dung phát ngôn đó nó trở thành là một cái sự truyền thông rất lớn từ lỗ tai sang trái tim và khối óc, dẫn đến một cái nhận thức là hạnh phúc ở người nghe. Dân gian Việt Nam có rất nhiều câu chuyện kêu gọi chúng ta thể hiện lòng hiếu thảo. Chỉ vì sợ rằng đó, nếu không làm việc đó, trong tương lai con của mình sẽ bắt cứ với mình. Như vậy vô tình sự hiếu thảo này là có mưu tính. Thế nhưng là nó mưu tính tốt đẹp, nhưng nó vẫn có những cái giới hạn của nó.
Chẳng hạn như chuyện dân gian kể rằng, tại một làng xa xôi, trong một ngôi gia đình nghèo có ba thế hệ: ông nội, cha mẹ và đứa con trai. Người cha trong gia đình này là trụ cột kinh tế, chu cấp cho vợ và con, đồng thời hiếu kính với người cha của mình. Nhưng vì cha đã tuổi già rồi, 80 mấy, gần 90, cho nên bị chứng bệnh rung tay, mà ngày xưa ta có cái từ để đặt, bây giờ gọi là chứng Parkinson. Nó là một cái trục trặc thần kinh ở trên não, phải giải phẫu, tốn rất nhiều tiền để điều chỉnh. Và do vậy khi cầm chén bát ăn cho con dân thì ông cụ này thường làm rớt đổ, và kết quả là chén bát đó bị vỡ đi. Người con hiếu thảo trong gia đình này phải tốn rất nhiều tiền để mua những cái chén bát khác để thế vào, cho nên có cảm giác rằng là cha mình là người vô dụng và làm cho gia đình bị tốn kém nhiều quá. Anh ta mới túng quẩn và nghĩ ra một cái sáng kiến, dùng cái gáo dừa đạo vét thật sập trong và ngoài, và làm như vậy gần như là mất gần một ngày công. Đứa con trai của anh cảm thấy rất ngạc nhiên, hỏi với cha của nó rằng là: thưa bố, bố đạo gáo dừa để làm gì vậy, nhà mình chén bát dư thừa mà. Người cha trả lời một cách là con thôi, con có biết không, ông nội của con lúc này tay chân run quá, làm đổ bể nhiều chén bát lắm, cho nên bố làm cây gáo dừa này để thế cho cái chén cơm dâng cho ông nội của con. Và bằng cách đó bố nghĩ rằng đó, nhà chúng ta khỏi phải tốn tiền để mua chén bát thêm nữa. Đứa con nghe thì không có phản ứng gì. Ông chưa kịp chuẩn bị sự thay thế này thì mấy ngày hôm sau đó, đứa con nó bỏ học, chạy ra sân vườn lên một cây dừa, hái một trái dừa thật to, uống nước, ăn cái của nó xong rồi, nó cũng tạo ra một cái gáo dừa tương tự. Bố nó nói: tại sao ngày hôm nay con chịu đi học mà làm này thì cái gì? Nó trả lời cũng rất là tự nhiên: bố à, nghe bố nói đối với ông nội, con cũng nghĩ đến một ngày nào đó con cũng phải sử dụng cái gáo dừa này để cho bố ăn, để cho bố khỏi phải làm bể chén bát trong nhà. Nó không hề có một dụng ý gì xấu á, như là một cái sự trả đũa. Con nít đó thì thường nó học từ những cái trực tiếp với hành động, lời nói, việc làm của người cha, người mẹ thôi. Nó cứ nghĩ là người cha của nó làm đối với ông nội như thế là một cái lòng hiếu kính, cho nên nó muốn bắt chước theo và hy vọng rằng là sẽ nhận được những cái lời khen tặng từ người cha. Nhưng không ngờ là cha nó méo mặt và bỏ đi. Anh định phạt nó vì nghĩ rằng là nó chơi cát mình. Có đến anh nằm trằn trọc băn khoăn ngủ không được, là thấy cái ánh mắt hồn nhiên của nó ứng xử với mình hồi chiều đó, anh đâu biết rằng là nó nói một cách tự nhiên chứ không có ác ý gì hết đó. Và điều đó làm cho anh thức tỉnh và thấy rất rõ rằng là trong